Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Thanh Long 47 xin đăng video lễ hội múa Lâm Vong được tổ chức tại tỉnh Nghệ An, có ba nước tổ chức: Việt Nam, Lào và Thái Lan. Với chuyến bay đầy ý nghĩa nên Thanh Long 47 xin đăng video này. Xin các bạn đăng ký ủng hộ kênh YouTube Thanh Long 47 và xin các bạn xem tiếp video. Hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam Thái Lan được các tỉnh bạn và vào đội trường tỉnh An Châu Bôi để buổi giao lưu văn nghệ tối nay có thể. Tình hữu nghị Việt Nam Thái Lan xin trân trọng
về ta thưởng thức một tiết mục đầu tiên. Và sau đây xin kính mời các quý vị chúng ta thưởng thức một điệu múa Sa La Vang. Thanh Long 47 mời các bạn xem điệu múa Ga Lâm Vong của tỉnh Thanh Hóa. Cũng nhân chuyến mình được dự cái lễ hội giao lưu hai nước Việt Thái, mời các bạn tiếp tục xem điệu múa Ga Lâm Vong. Các quý vị, chúng ta thông cảm một điều. Đó là người dân tộc gì? Thái là chứ. Hả? Thái Lan, người ta ăn mặc Thái Lan. Em nói à? Em nói nghiêm như nghe chưa? Anh không biết, anh nói em nói phải nói cho nghiêm như em nói. Chờ lâu, và bây giờ của các tỉnh